Đây chắc chắn là bộ phim zombie thành công nhất được chuyển thể từ tựa game Resident Evil, đồng thời cũng là một trong số ít phim kinh dị zombie đáng xem năm 2023. Đường ở thành phố Raccoon, người tài xế xe tải đã vô tình va vào một người phụ nữ đang băng qua đường lúc đang chơi trò cơ phó gay. Cả hai nhanh chóng ra khỏi xe để kiểm tra vết thương của anh ta. Tuy nhiên người phụ nữ đã tắt thở và khi họ không để ý rằng người phụ nữ đã biến thành thây ma và lẻn đi từ phía sau cho đến khi con chó trong xe bất ngờ ra khỏi xe và chạy đến nơi người phụ nữ ngã xuống và bắt đầu liếm sau khi ăn máu, cả hai nhận ra rằng cơ thể của người phụ nữ đã biến mất. Mặc dù Clay có một số nghi ngờ, người lái xe không muốn chịu trách nhiệm chỉ muốn chạy thật nhanh. Trong tuyệt vọng, Clay không còn cách nào khác là đi theo và rời khỏi hiện trường. Anh ta ít biết rằng con gấu trúc đang chơi trò khủng hoảng virus. Sau khi hai người họ đến đích, Clay chỉ bỏ đi và liếm con chó đã mất máu. Sau đó nó bắt đầu biến đổi và cắn người lái xe, người lái xe đã chỉ mắng con chó nhưng anh ta không biết rằng một điều gì đó khủng khiếp hơn sắp sửa đến. Lúc này, Claire đã đến nhà của anh trai Chris, nhưng khi cô gõ cửa, thì cô ấy vô tình thấy rằng người hàng xóm đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sau khi vào nhà, Claire kể cho Chris nghe tất cả những điều kỳ lạ mà cô ấy vừa gặp, đồng thời cho anh ấy xem một đoạn video trong đó người đàn ông nói rằng ai đó đã đầu độc nước uống của loài gấu trúc nghiêm túc mà nói, cho rằng người đàn ông này đang bịa ra một thuyết âm mưu, nhưng khi giọng nói vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông báo động. Đó là một tin nhắn khẩn cấp từ công ty ô dù của công ty dược phẩm, hình như công ty ô dù có vấn đề gì đó. Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ta rời đi lúc này Claire thấy người ở nhà một mình, phát hiện ra rằng người hàng xóm đã xuất hiện ở cửa vào một thời điểm nào đó. Đánh giá từ hành vi bất thường của anh ta, anh ta đã biến thành một thây ma. Đúng như dự đoán, thây ma đột nhập vào cửa trong giây tiếp theo. Tấn công Claire, Claire đẩy thây ma ra. tìm thấy chiếc xe máy của anh trai mình và lao đến đồn cảnh sát. Lúc này, Chris đã đến đồn cảnh sát, nhưng cục trưởng không biết chuyện gì xảy ra liền an bài cảnh sát, bởi vì cho đến bây giờ không thể liên lạc được, thế là anh đi đến lâu đài Spencer để điều tra một xác chết có hai viên cảnh sát trước khi trời tối đi một chiếc trực thăng để tìm kiếm nó. Nhưng trước khi khởi hành, Wesker trong số các sĩ quan cảnh sát đã dừng lại. Nhận được tin rằng thành phố Raccoon sẽ bị phá hủy hoàn toàn vào 6 giờ sáng mai, anh ta cũng sắp xếp một lối thoát cho anh ta, có vẻ như Wesker có quan hệ mật thiết với tập đoàn Umbrella và sự bùng phát của virus đã đến mức không thể kiểm soát được. Sau khi đội đặc nhiệm rời đồn cảnh sát, chỉ còn lại một cảnh sát ở Lyon và anh ấy đã cắm đầu vào. Nghe bài hát, tôi không biết rằng nguy hiểm đang từ từ đến gần vì tài xế xe tải vừa bị đột biến đang lái xe tải của mình về phía đồn cảnh sát. Chiếc xe tải cho đảo và đâm vào một chiếc ô tô bên cạnh con đường. Nó vừa lật ở cổng đồn cảnh sát và nó đã xảy ra ngay giây tiếp theo. Có một vụ nổ dữ dội, nhưng một vụ nổ lớn như vậy vẫn không đánh thức được Liang, người đang ngủ với tai nghe cắm vào. Đây một thây ma có phần không biết xấu hổ biến thành một kỵ sĩ ma và đi về phía liang cho đến khi thây ma bị bắn bởi giám đốc đã đến sau khi hạ gục liang anh ta giật mình tỉnh dậy dưới sự sắp xếp của cảnh sát trưởng liang đã dập tắt ngọn lửa trên lũ thây ma rồi đóng cửa ở bên ngoài nhưng khi anh ta tìm thấy cảnh sát trưởng và hỏi phải làm gì bây giờ thấy rằng cảnh sát trưởng đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chạy trốn đã nhận ra điều gì đó liang bối rối đuổi theo giám đốc đi đến bãi đậu xe ngầm và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra nhưng giám đốc phớt lờ anh ta và nói rằng từ giờ anh là giám đốc anh ấy đến lối ra anh ấy tìm thấy những người cầm ô đã phong tỏa toàn bộ thành phố Raccoon, không ai được phép rời đi. Một khi có người cố gắng vượt qua kết giới, những người cầm súng không chút do dự nổ súng. Nhìn thấy cảnh này, thủ lĩnh chỉ có thể quay đầu lại và Leon, người đang canh giữ đồn cảnh sát một mình, cũng nhận thấy rằng người có vẻ hơi bất thường. Lúc này, cảnh sát trưởng đã trở lại đồn cảnh sát, nhưng anh ta đã cảm nhận được nguy hiểm ngay khi ra ngoài của chiếc xe. Khi anh ta quay lại xe cảnh sát để lấy súng, con chó thây ma bất ngờ tấn công anh ta, nhưng biến mất trong giây tiếp theo. Giám đốc đã bắn bừa bãi và bắn hết đạn trong súng, nhưng anh ta không nhìn thấy con chó thây ma giám đốc cúi xuống kiểm tra đáy xe nhưng anh ta không biết rằng con chó thây ma đã vô tình đi đến phía sau anh ta khi anh ta phát hiện ra thì đã quá muộn để trốn thoát may mắn thay Claire đã đến kịp thời để giải cứu cảnh sát trưởng và Leon cũng nghe thấy âm thanh sau đó cả ba đến sảnh và thấy rằng rất nhiều thây ma đã tập trung bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ bị xác sống ăn thịt cách duy nhất bây giờ là tìm Chris và họ trốn thoát khỏi những con gấu trúc bằng trực thăng tại lần này Chris và nhóm của anh ấy những người đang lái chiếc trực thăng cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát nơi hai viên cảnh sát đã lăn lộn trong khu rừng gần lâu đài nhưng họ không thấy hai người trong xe. Đồng đội tìm thấy vết máu trên mặt đất nên họ lần theo vết máu đến tận lâu đài và tiến vào đó và bắt đầu tìm kiếm riêng nhưng họ không biết đây là nguồn gốc của sự bùng phát virus. Chris và Kelly tìm thấy một đồng đội trên tầng 2, nhưng anh ta đã bị giết bởi nhà nghiên cứu đột biến. Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của nhà nghiên cứu, cả hai cuối cùng cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bắn anh ta và kết liễu anh ta, sau đó long mau lên lầu tìm đồng đội khác, cuối cùng tìm thấy khẩu súng lục của đồng đội ở tầng 3, nhưng anh ta không biết có một thây ma Kelly phía sau nên bị xác sống áp đảo, còn Chris ở tầng dưới cũng vậy bị thây ma bao vây, anh chỉ còn biết chiến đấu và rút lui. Ngay cả những phi công đang chờ trên trực thăng cũng không thoát khỏi sự tấn công của lũ thây ma. Lúc này, Wesker và Jill đã đến phòng làm việc và đi theo con đường rút lui đã được Wesker vạch ra, mở ra một lối đi bí mật. Lúc này, Jill phát hiện chiếc trực thăng mất kiểm soát đang lao thẳng về phía lâu đài. và trưởng đồn cảnh sát đã cố gắng liên lạc với chiếc trực thăng bằng bộ đàm nhưng anh ta không biết rằng chiếc trực thăng đã bị rơi. Leon một mình đi xuống để kiểm tra và phát hiện một người đàn ông bị nhốt trong phòng giam. Hóa ra anh ta chính là người đã tiết lộ tin tức trong video do Gray phát. Anh ta yêu cầu Leon thả anh ta ra ngoài và nói rằng anh ta biết tất cả sự thật về vụ việc này. Leon tò mò đến. Người trước hỏi nhưng anh ta đã vô tình nắm lấy cổ áo và giật khẩu súng từ người anh ta, người đàn ông chĩa súng vào Leon và đe dọa anh ta mở cửa phòng giam. Leon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Thật bất ngờ, tù nhân bên trong đã biến thành thây ma và tấn công người đàn ông ngay khi anh ta mở cửa phòng giam. Sau đó anh ta bước đi ra khỏi phòng giam và lao đến chỗ Leon. Vào thời khắc quan trọng, Clay đã kịp thời đến bắn anh ta, giải quyết lũ thây ma và giải cứu Leon. Như những người đàn ông trong phòng giam đã nhận được hộp cơm trưa của họ và những xác chết bên ngoài đồn cảnh sát là sắp đột nhập. Mặc dù chúng tôi không biết liệu Chris và những người khác có gặp nguy hiểm hay không, nhưng ba người họ chỉ có thể tham gia cùng họ ngay bây giờ. Và trưởng phòng tôi chỉ biết rằng có một con đường có thể dẫn thẳng đến Spencer lâu đài. Vẫn chưa muộn. Ba người họ lập tức lên đường, nhưng cùng lúc đó, một đàn sư tử lớn xông vào qua cổng. Clay đã chiến đấu và rút lui về phía sau và cuối cùng rời đi bằng cửa sau trước khi đàn sư tử đến họ dẫn họ vào trại trẻ mồ côi gần đó dẫn thẳng đến lối đi bí mật đến lâu đài tuy nhiên clay người lớn lên trong trại trẻ mồ côi ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra trong trại trẻ mồ côi nhưng leon người đang đi phía trước đã nhìn thấy anh cô gái kỳ quái tựa hồ không có ác ý ra hiệu cho bọn họ không được phát ra âm thanh sau đó chỉ vào mu bàn tay ngay lúc hai người còn chưa hiểu ra sao đội trưởng phía sau đột nhiên bị thứ gì đó kéo đi và xác chết đã biến thành thây ma hai người nhìn lên thấy hóa ra là một con quái vật đáng sợ họ sợ hãi quay đầu bỏ chạy con quái vật đuổi theo leon vô tình bị ngã và thấy con quái vật lao về phía leon Clay nhanh chóng bắn ra phía sau anh ta, nhưng chúng con quái vật thì vô ích. Vào thời điểm quan trọng, cô gái đã kịp thời ra tay và sau vài hiệp, cô đã giết chết con quái vật bằng tay không tay, và Clay cuối cùng cũng nhận ra cô gái này. Anh ấy là bạn chơi thân nhất của Clay khi cô ấy còn nhỏ, trải nghiệm nào đã khiến anh ấy trở nên như vậy? Cô gái dường như cũng nhận ra Clay, và khi cô ấy biết rằng họ sẽ đến lâu đài Spencer, cô gái đi vào con đường bí mật chìa khóa được giao cho Clay và anh ấy dẫn họ đến lối vào thang máy của lối đi bí mật, nhưng bản thân anh ấy đã chọn ở lại. Sau đó, cả hai đi thang máy đến lối vào của lối đi bí mật và tìm thấy một phòng thí nghiệm bí mật. Hóa ra là tiến sĩ William của công ty Umbrella đã sử dụng nó những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đang làm thí nghiệm trên người rõ ràng cô gái cũng đã trải qua một số loại biến đổi sinh hóa cùng lúc đó hai wesker những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ máy bay trực thăng trong lâu đài cuối cùng họ cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê lúc này wesker chỉ có thể nói với jill tôi là đặc vụ ngầm của tập đoàn umbrella trong đồn cảnh sát toàn bộ thành phố Raccoon sắp bị phá hủy bây giờ cách duy nhất để rời đi là thông qua lối đi bí mật này nhưng jill không muốn bỏ lại đồng đội của mình khi cả hai đang nói chuyện thì một thây ma bất ngờ xuất hiện may mắn thay wesker đã phản ứng nhanh và giết chết nó tôi không biết công ty umbrella đang nghiên cứu những gì nhưng Wesker sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho họ vì tiền. Anh ta phớt lờ sự ngăn cản của Jill và một mình chạy vào Secret Island để hoàn thành nhiệm vụ mà công ty Umbrella giao cho. Để đến chỗ Chris vào lúc này, Chris vẫn đang một mình chiến đấu với lũ thây ma. Trong môi trường tối tăm, Chris đối phó với từng đợt thây ma cho đến khi đạn trong súng cạn kiệt. Cuối cùng, anh chỉ có thể chiến đấu tay đôi ra tay với lũ thây ma. Jill đang ở thời khắc nguy cấp khi mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi tiêu diệt xong lũ thây ma còn lại, Jill kể cho Chris nghe về tình hình của Wesker và nói rằng chiếc trực thăng đã bị rơi duy nhất lối thoát là lối đi bí mật mà Wesker để lại và Wesker đang đi theo lối đi bí mật giao đến phòng thí nghiệm để làm theo hướng dẫn anh ta muốn lấy đi kết quả nghiên cứu nhưng anh ta không biết rằng tiến sĩ William là chuẩn bị rời đi với con virus khổng lồ may mắn thay Wesker đã kịp thời chạy đến phòng thí nghiệm William biết rằng người này đang nhắm đến con virus khổng lồ anh ấy tuyên bố rằng kết quả nghiên cứu của mình sẽ không được giao cho bất kỳ ai nhưng Wesker không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh ta và trực tiếp giơ súng lên và đe dọa anh ta sẽ giao nộp con virus ra tiến sĩ William ngoài mặt giả vờ hợp tác nhưng anh ta sẵn sàng chống trả Wesker đã không bị bắt đầu còn bác sĩ William thì bị hất văng xuống đất, gọi vợ mang virus đến. Nhưng khi người phụ nữ chuẩn bị tiêm cho chồng mình thì Wesker đã chĩa súng vào anh ta để che cho chồng mình. Người phụ nữ không may đã chết dưới họng súng của Wesker. Khi Wesker bước tới kiểm tra thì phát hiện bác sĩ William đã bị tiêm một loại thuốc virus khổng lồ để ngăn anh ta đột biến thành Wesker. Wesker vội vàng bịa ra con dao, nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị rời đi, con gái của tiến sĩ William lại giơ súng lên. Thật bất ngờ, Jill, người vừa chạy đến hiện trường, đã nhìn thấy Jill Wesker vội vàng bắn Wesker. Wesker nói với Jill rằng anh ta sắp chết, anh ta sẽ bắn đứa trẻ và nói ra lối thoát, sau đó anh ta tắt thở cả ba vội vã hướng đến điểm trốn thoát cùng lúc đó Clay và hai người cũng đến gần đó nhưng họ không biết rằng bác sĩ William đã bị tiêm loại virus nó không những không chết mà còn đột biến thành một con quái vật đáng sợ trên đường chạy trốn Chris và nhóm của anh bất ngờ nghe thấy tiếng gầm của một vị thánh để che giấu sự trốn thoát của họ Chris đã chọn ở lại để thu hút con quái vật chẳng mấy chốc con quái vật William đã đuổi theo anh ta và đã tìm thấy Chris và với sự trợ giúp của virus Chris hoàn toàn không phải là đối thủ của William anh ta đã tóm lấy cổ anh ta và giữ anh ta lên may mắn thay lúc này Clay của anh ta đã lao đến một vài phát súng kịp thời và hạ gục William Thời gian không còn nhiều và cả ba nhanh chóng gia nhập Grew một nhóm năm người cuối cùng sau khi lên tàu điện ngầm thoát khỏi thành phố Raccoon và bắt đầu tàu điện ngầm. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ không biết rằng Tiến sĩ William, người đã rơi xuống đất, lại bắt đầu tiến hóa. Grew nhìn vào thiết bị liên lạc mà Wesker đưa cho anh ta và tìm thấy chiếc ô, công ty đã kích hoạt quy trình tự hủy. Với sự sụp đổ của lâu đài, tàu điện ngầm cũng bị ảnh hưởng và dừng lại. Nhưng trước khi họ định thần lại, họ đã nghe thấy tiếng bước chân lớn. Từ đầu xe, đột nhiên một móng vuốt cực lớn trực tiếp nâng nóc xe lên một số người nhìn kỹ hơn chính là tên tiến sĩ đã tiến hóa đã khiến họ sợ hãi đến ngây người Chris tiếp tục bắn nhưng nó không thành công không bị thương chút nào khi anh ta bắn chúng con quái vật thấy đạn đã hết Leon đột nhiên lao ra cầm theo khẩu bazooka và con quái vật bị thổi bay thành từng mảnh và toàn bộ thành phố Raccoon bị xóa sổ hoàn toàn trong một vụ nổ lớn. Công ty Umbrella nghĩ rằng virus đã được kiểm soát, nhưng họ không biết rằng năm người họ đã trốn thoát khỏi đường hầm phim đến đây là hết rồi mong mọi người ủng hộ kênh nhiều nhé tạm biệt mọi người